Từ đầu năm đến nay, có hơn 4.000 trường hợp bị chó mèo cắn phải tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Trong đó, đã ghi nhận một ca tử vong do bệnh dại trên người tại xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê. Qua điều tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan thú y phát hiện 49 điểm xuất hiện bệnh dại trên đàn chó tại 11 huyện thành thị. Để ngăn chặn và phòng chống bệnh dại bùng phát, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang phối hợp với các huyện thành thị tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời khuyến cáo người bị phơi nhiễm đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời. Thời gian vừa qua, đa số trường hợp tử vong là do chủ quan không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó mèo cắn.